Hello, xin chào anh em trở lại kênh của mình nha. Hôm nay là có anh Cảnh ở Vĩnh Kim qua đây bắt ếch, nên mình nhờ anh Tưởng bắt ếch dưới trại rồi đem lên đây giao nghe các bạn. Nay trời mưa nha, anh Tưởng giao rất là cực nha các bạn. Vĩnh Kim gần mà. Chắc mình đây cho chạy tiếng máy hồ tới vậy. Có hỏi cây mai đó không? Hỏi rồi. Cái mai quắn. Mà ở vườn em không có, mà nó là dạ, có giống đúng không? Có giống. Nhưng mà ở vườn em có toàn mai nâu không à. Quá mà hỏi chứ ác nghiệt không. Mẫu là mẫu mấy ký, anh Tưởng lấy túi coi anh Tưởng. Anh Cảnh nó Vĩnh Kim này các bạn. Mẫu lớn hơn mẫu sáng nè. Cũng có kêu nó mai cái túi nào mà nó mai xong tê luôn, đồng nó mắc thì ghê rồi. Chết vậy thôi, vậy để ra ếch này đen ha. Anh chắc khai xuống luôn đi anh Cảnh à, cái nào được cái xong cái nào mình chắc lên luôn à. Không, cứ để vậy đi, anh trồng lên luôn ha. Được vậy là ngon, khai được vậy là ngon, túi vậy là ngon đó. Qua đi qua bên thằng Lâm đó. Có gặp anh Lâm không? Có. Có giao lưu giống, có nhậu giống không? Không, em đi công chuyện qua bên vườn ngoài nhà rồi em không thấy. Có thấy đìa farm đồ của ổng không? Có, dẫn ra ngoài cái vườn luôn. Alo. Kêu chở tăng trong vườn, em đang chờ em chuyển ếch qua rồi em mua đồ để dưới nha, chờ kêu ổng chờ chút đi. Đang mua đồ. Sống này có ship tới nhà luôn. Này đi. Ủa sao biển số 63 hả Vĩnh Kim, biển số sao? Vĩnh Kim là Bến Tre mà, Bến Tre hay Tiền Giang gánh? Bên đây Vĩnh Long 64. Đây 63 nữa. Đó qua Tiền Giang. Bến Tre 71. Thì biết 63 Tiền Giang mà. Anh Tưởng sáng giờ anh hai xô rồi đó anh Cảnh. Giao hết hai xô đó. Yeah. Hồi sáng đang phát trực tiếp mà sao nó up lên rồi mà sao tự nhiên nó cái video đó nó bị vấn đề gì á, cái đầu tự nhiên nó ấy rồi bấm cái lộn nó xóa luôn. Sáng giờ 5-6 người hỏi đó. Hỏi gì giao hết hả? Hỏi mày sao mà up lên mà xóa, để tao nói bị lỗi gì đó chứ đâu xóa. Nó bị lỗi gì sao nó kêu em lúc em chỉnh á. Hồi sáng có video trực tiếp rồi mình đang chỉnh cái đầu mà nó bấm lộn nút xóa video luôn các bạn. Bị ban đầu định xóa cái tên, đổi cái tên, ban đầu gấp quy chỉnh cái tên á. Cái sau này cái đổi cái tên lại bấm sao lộn. Cái bị số 95. 65 Cần Thơ. Ủa sáng hả? Ờ sáng Cần Thơ. Ủa, lộn cái ông ấm chích nó. Anh Cảnh Vĩnh Kim qua bắt 20.000 các bạn. Hồi sáng đông lắm, hồi sáng đông Tam Nông nè, rồi Bình Thành Trung nè, rồi Cần Thơ nè. Giờ Vĩnh Kim. Giờ tới Vĩnh Kim luôn. Cái này đi khắp xứ gần nơi luôn rồi, giờ đâu giáp rồi, Vũng Tàu rồi cũng có luôn rồi. Bà không Vũng Tàu, giờ bữa cũng có mấy anh chị Vũng Tàu vô bắt nữa nè. Này kinh này mà mình được quen. Vậy anh em mới giao lưu nhiều chứ mới đi lạc con không có điện cái anh em ở đâu không có đi đâu, chỉ cần đi đâu lạc lên nó úp mà đang ở đây được không? Rồi xuống Tiền Giang á, điện anh Cảnh ơi, giờ tôi đang ở dưới Tiền Giang cũng có cơm ăn phải không? Cũng có cơm ăn phải không? Ừ, đói sẽ đói đâu. Chút để số điện thoại anh Cảnh đây các bạn, anh khu vực nào mà anh chị em nào ở Tiền Giang mà lỡ lạc đường xe cơ tế là anh Cảnh lấy 5 triệu đi lộ phí nha các bạn. Ghê quá. Dạ giống chứ.
Dạ. Mà anh Cảnh đưa tiền khách chứ hả? Nghe máy rồi đi. Chuyên gia đây nói cho kỹ sư. Bỏ tay. Làm như anh Cảnh ai bắt 5-7 ngàn là từ 5-7 ngàn con 10 ngàn con mà đi xe thì là ngon ha. Ông Long gần anh không anh Cảnh? Hả? Gần anh không? Dạ, nó nằm mấy sông bển. Không, để lên đây luôn đi, để lên luôn được rồi, cao quá hả? À. Chưa khớp gì nên chưa lọt gì nè. Nóc luôn nha các bạn. Cái nóc có sắt này, này có nóc vào không? Sắt. Sắt mà kẹp. Mới còn bót á. Phải. Hay là hàng chưa ấy? Vô đó. Ta 20 cái. Đem nhiêu cái à? Cái này có 10 mấy cái à. Cái này đó cậu nè. Cái này đầu có phụ nó quá. Mấy cái 4 cái sao ép nữa. Em rồi sư phụ bên này, sư phụ làm việc nữa rồi sao. Đây có ai bán không ta? Ông mua nhiêu cái ông chia lại giỏng đi, về bữa ông ra ông mua cho dễ. Ừ. Mua lại thì có xe đỏ thêm ngàn sang nữa. Chơi luôn. Dạ ít giống. Dạ. Chơi luôn ha anh Cảnh. Mốt hay mới là anh Cảnh mua thôi ạ. Đây nè, ôm cái này qua bển. Cho nó gọn. Anh đưa cái kia qua đây. Ừ. Công việc hàng ngày. Hai cái bỏ đi anh Cảnh ơi, đưa cao quá nhức nắp. Tỷ lệ quá ít. Hả? Tỷ lệ nó quá ít, bởi thành thử ra gặp ai cũng lùng hết trơn á. Rồi vậy là rồi đó. Ok. Đó rồi, chở chưa nghe chừng 16 cái tối. Vậy chút khỏi sang luôn quay. Còn cái sang qua đây. Cái sang đủ đi, sang hết túi đi. Cái xanh của anh kìa. Cái nào cũng vậy hết đây. Đâu có phải cẩn em có cẩn đồ mày đâu mày sợ. Gỗ nào cũng gỗ hết. Rồi hỏi anh em bán ếch chạy hay không thôi. Ừ. Quan trọng con ếch được không? Ừ. Đúng không? Chắc qua luôn đi. Rồi cứ để lên đi rồi mình còn đâu cần sang nữa, hết khai rồi. Hết rồi. Tiếp bọn chắc lên luôn lên tưởng. Xe anh cứng cho. Điên chưa, giờ chắc nặng lên được không? Ok phải không? Chắc lên cho đều á. Nè. Đó giờ có chạy lần nào chưa anh Cảnh? Hả? Có giờ có chạy xe kia chở hết lần nào chưa? Chưa, chở đầu giường nhiều lắm. Sợ chừng không quen tay nha. Đầu này bình thường có ở đâu. Mấy ký nữa không? 5 ký, 3 ký, vậy là 60 ký, 70 ký hả? Chưa tính khai. Trời ơi, xong để bên đây trước, chuyền qua bển. Hay dữ à? Giờ phải đi lòn qua. Có gì đâu.
xong lên đi cái này uống cà phê là vừa đó. Sao thấy đắt với anh Cảnh? Không, mấy ràng lên nó cứng à. Tại xe này chắc cho anh đang hoàng, anh chạy đang ok. Rồi vậy đó. Anh cái túi đầu tiên anh cuột lên em ạ. Hả? Cái túi cuối cùng cho anh cột vô. Cột cho nó không sốc gió. Dạ nó nhò tới lưng anh không à. Của anh gần anh. Các bạn thấy cả con hay bạn. Thở ra là giờ bé giờ lớn. Nè. Làm vậy mà không có vợ bé hả? Mới nói phải không? Làm vậy mà không có vợ bé mà ta không vợ bé vợ lớn phải không? Yên tĩnh hết vậy không? Ừ. Hiểu rồi. Hiểu rồi đó. Được không? Tiếp ổng gàn ngay cho mình. Em thấy phải có gì phải dịch xuống quá anh Cảnh. Có gì dịch xuống không? Được không? Rồi, bye bye nha. Về Tiền Giang. Rồi, video mình đến kết thúc nha. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Anh em nào có nhu cầu ếch giống, ếch con hay thuốc thì cứ có gì cứ liên hệ trên kênh mình nha, mình cung cấp đầy đủ các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các video lần sau, nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nha.